chúng tôi là Nghiêm Trang Trại Hàn Quốc. Và xin chào mọi người, hôm nay chúng mình mời một cô giáo Việt Nam. Hân hạnh quá. Ok, xin mời cô giáo Việt Nam nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Sugar Pill. Well, mình là Instagrammer đang tập tành làm YouTube. Nếu mà bạn thích về du lịch, thời trang, về thế giới thì follow mình nhé ở trên Instagram và YouTube của mình nhé. Ok, chào, xin mời. Và hôm nay chúng mình nghe nói là chúng mình sẽ học tiếng Việt. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà trong tiếng Việt có ngữ pháp mà đọc, viết, nghe như vậy thì hôm nay và nói nữa, rất là quan trọng đấy. Đúng rồi. Thì hôm nay chúng mình luyện tập gì? Hôm nay thì mình muốn các bạn sẽ có một chút bài kiểm tra về cái trình độ của các bạn, right? Ok. Thì hôm nay thì mình sẽ kiểm tra là bạn sẽ recognize chữ chữ tiếng Việt có được hay không? Đầu tiên kiểm tra hả? Ngay đầu tiên làm kiểm tra là mình sẽ có 3 các level khác nhau. Level 1 là dễ, level 2 là trung bình và level 3 là khó. Thì level 1 mình sẽ muốn là các bạn sẽ repeat after me. Repeat after you. Những cái từ này và sau đó là mình sẽ để tất cả những cái flashcards ở trên bàn. Okay. Và mình muốn các bạn pick up từ nào mình đọc. Người nào đúng thì được một điểm. Người nào sai thì mình có marker ở đây và hôm nay vẽ lên mặt nhau nhé. Ok. Nhưng mà cái này vừa học tiếng Việt vừa học make up luôn. Okay, let's get it. Okay, number one. Rất dễ. Mắt kính. Anh có mắt kính à? Không, xem nhé. Mắt kính. Ngoài trời. Con đường. Cây cầu. Nấu ăn. Good job. Xong rồi. Tốt lắm. Có từ nào mình không hiểu không? Một số từ mà không hiểu. Từ nào nào? 몇 개는 못 알았어. Some I couldn't understand. Tell me which one was that? Ngoài trời là. Ngoài trời là outdoor. Outdoor. But it's like ngoài là out và trời là. Sky. That's not how you learn Vietnamese, by the way. Or any another language. You don't like look at word by word. Đúng rồi. Yeah, so trời, I know trời means sky, but nhưng mà ngoài trời là ngoài đi chơi. Ngoài trời là going outside. Ngoài trời means outdoor. That means outdoor. Yeah, going out is different. Okay. Và con đường là đường, đúng không? Một 39 bên bàn đồn, đường bên bàn đồn hoặc là một đường cho nên đâu. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao hơi thắc mắc về tại sao có con, cứ chỉ con đúng không? Đúng nên cũng biết đường. Đường là sao? Ví dụ là một động vật thỏ thì con thỏ. Đúng. Và chó thì là con chó. Đó, 뭔지 모르겠는데 약간 허사 같은 거. 그러니까 그 의미 없는 거. 와. Bạn vừa mới hỏi một câu mà cả người về thật sự là cũng không hề bao giờ suy nghĩ luôn đấy. Đúng không? Ai mà đã bao giờ suy nghĩ chưa? Chưa bao giờ suy nghĩ luôn. Con chó, con mèo đúng thật là một động vật. Nhưng mà tại sao lại là con đường? Đúng không? Có cách rồi. Bạn ơi, nếu mà bạn nào biết tại sao mình gọi là con đường thì nhớ leave a comment ở dưới nhá. Ok. Thật sự là cô giáo thật sự là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó luôn. Cảm ơn nhá. Ok, so are you ready for the flashcards? Đúng rồi. So đừng có lo nhá. Nhưng mà cái này là cái tư vấn là rất dễ dùng đến đúng không? Tất cả là
Ta su biết rồi. Thế là sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Bây giờ để xem ai nhanh hơn nhá. Ok. Rất ngon. What? Qué palo. Nhanh quá. Rồi, một không. Ok, ok. Ok. Thăng, những người thăng làm gì? Được một điểm. À, được một điểm, ok. Chỉ có người sai bị vẽ lên mặt thôi. Okay. Một điểm. Một điểm. Một điểm. Chỉ một cái thôi mà. Chỉ một cái thôi mà. Ok, ok. Ok. Con đường. Oh, 이미 보고 있었습니다. 건드. 오케이. 양과. 못. 못. Even. 아니 갑자기. 깔깔. 자. 오. 와. 배우 맡긴 라 fake. 배우 맡긴. 아. 봐. 뭐야 이거. Ngô cô nghĩa. Ok. Ok. Cuối cùng. Rất tốt. Ô! 선방했습니다, 여러분. Yay! À, back hi. Mình là rất tốt. Ok. À. Thật là rất là may bởi vì không ai bóc sai chữ, không là bị vẽ lên mặt. Đúng rồi, đúng rồi. Cái không ai bóc sai. Đúng rồi, không ai bóc sai. Wow, yeah. Không thể nào mà khinh thường được. Hai anh thật sự rất là giỏi luôn đấy chứ. Cảm ơn. Cảm ơn. Ok. Level 2. Level 2. Are you ready? Sẵn sàng rồi. Level 2 làm gì? Okay, let's do it. Ở trong cái level này thì mình muốn các bạn là phải repeat after me. Okay. Và sau đó mình sẽ bất chợt hỏi một câu hỏi nào đấy. Okay? Để xem là anh có hiểu cái chữ đó hay không? Chữ đó? Một chữ nào đó ở trong cái này. Okay. Okay? Okay. Okay, so you ready? I'm ready. Bà bán cá. Bà bán cá. Chú bán cá. Chú bán cá. Ok, so, tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục. Con cá rô. Con cá rô. Thiếu nhi. Thiếu nhi. Từ nào không biết hỏi em nhá. Ok. 모르는 거 있으면 물어보래. Không biết thiếu nhi. Thiếu nhi. Kids. Kids. Yeah. Ah. If you want to remember, write it down. Okay. Kids. Yeah. Okay. Cá ngừ. Cá ngừ. Okay. À, cái này. Cá rô và cá ngừ khác nhau cái gì? Cá rô là... Cá rô là... Cái bún cá rô của cá rô. A few moments later. One fish is from the river and one fish is from the ocean. À, thì cá rô là... Sống ở sông. Sống ở sông. Sống ở sông. À, sống ở sông. Cá ngừ sống ở biển. Sống ở sông. Sống ở sông. Ok, next. Ngôn ngữ. Ngôn ngữ. À. Anh nói ngôn ngữ nào? Anh nói ngôn ngữ nào? Nào. Ngôn ngữ là ngôn ngữ cả ngôn ngữ chúng mình quay cho khúc mà ngôn ngữ là language à nên có anh nói ngôn ngữ nào anh có thể nói ngôn ngữ anh có thể nói tiếng Việt Hán tiếng Việt. Và chút nghỉ ngơi đó là quan trọng. Ai hay nghỉ ngơi không?
rất thích ở nhiều người. À, lúc nào? Lúc nào? Bản thân là khi mấy giờ tối. Vì luôn luôn là các bạn nói chúng mình luôn luôn làm việc đến mấy giờ tối. Đúng rồi, bác như nhân viên của chúng mình về nhà. Các bạn nói luôn luôn về nhà 6 giờ tối mà. Nhưng mà chúng mình luôn luôn làm việc đến mấy giờ tối. Sau đó, hình như người tiếp tục, repeat after me. Ngoan ngoan. This one is actually difficult because we have the same word but different accent. Yeah. Có dấu khắc. Dấu ngã. Dấu ngã. Dấu ngã. Thì ngoan ngoan, what does that mean? Có nghĩa là gì? Cái này chắc chắn là thân thiện hoặc là lịch sự. But it's more for children's kinders. Dành cho con nít. Okay. Yeah. Kind of like. Behaving well. Well behaving. Và người, cuối cùng là người nước ngoài. Người nước ngoài. Người nước ngoài có nghĩa là gì? Người nước ngoài là Trung Văn. Yên Nghĩa là Trung Văn. Ở Việt Nam. Ngoài. Ok. Anh có biết người nước ngoài nào ở Việt Nam không? Biết. Người nước nào? Ok, nhưng mà người Việt Nam. Theo anh, người Việt Nam cũng là người nước ngoài. Vì anh nghĩ là người nước ngoài là hơi tương đối. Nhưng mà chúng mình cũng biết những người nước ngoài, người Mỹ. Một con trai đẹp trai nhất ở Sài Gòn. Một YouTuber cái tên là Phúc Mộc. Em có biết Phúc Mộc. Level 3 nhá. Kỳ này là chúng ta sẽ đọc câu. Nếu như ai đọc sai một accent, một dấu ở trong tiếng Việt, rất khó. Thì phải liếm cỏi chanh một lần. Are you ready? Yes, I'm ready. Sẵn sàng rồi. Rồi. Con cá rô bỏ vô rổ kêu rột rột. Bắt đầu đi. Con cá rô bỏ vô rổ kêu rột rột. Okay, that's the first try. That's okay, good. First try. Con cá rô bỏ bỏ vô rổ kêu rột rột. Rột rột, I heard that. That's rột rột, not rột rột. I heard that. Lemon. Okay. Before I have this, I have to know what's wrong. What was wrong? Mình cảm thấy là kêu rột rột. Mình cảm thấy là đúng nên cố gắng nói rột. 그러니까 너는 rose를 하려고 했는데 들리기에는 rot이라고 들린 거야. 뭐야? 너 들리긴 이렇게 들리는 거야. 그렇고. 오케이. 와, 오케이. You have to practice. 와. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue blue sky and all that I can see. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa ăn bưởi chua. That's very good. That's very good. Cái này là lunch. Eat. Anh ơi, em đưa cho anh này. Và em đưa luôn cho anh nhé. Buổi trưa ăn buổi trưa. What? You tell me. Okay. Buổi trưa, okay. Ăn buổi khá okay. Nhưng mà không phải là trưa. Chua. Chua. Ai khóc nỗi đau con. Đúng rồi. Thôi. 90% là okay. I'm sorry. That's the rule. Follow the rules. Follow the rules. Chua. 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 Khóc tập. Tiếc lắm. Chua. Eat it and say chua louder. Chua. Chua. À, 그러네.
chan lợt chua. 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 Ông Bụt ở chùa cầm bùa đuổi chuột. Do you want me to repeat it? Yeah. Ông Bụt ở chùa cầm bùa đuổi chuột. Hey, 근데 한국말 이런 거 하라고 해도 어려워. Can I go first? Can I go first? Ah, go first. Okay, okay. Oh, okay. That's called fair, okay? Fair play. Okay, okay, okay. 공평. Oh, 공평. Okay. 엉부어 주어 검부어 도의 줏. Oh. Give this paper a kiss because it saved you, damn it! Đúng rồi. Cái này, cái bông cảm thấy là đầu tiên là cái này sai đúng không? Hồi đầu là mình nghe là cầm, cầm, cầm. OK. Anh sai cầm. À. Thấy chưa? Thế thì cầm. À, đúng rồi. Cầm, cầm, something like that. OK. Nhanh hơn. Nhanh nhanh hơn. Okay. Ông bụt ở chùa cầm bùa đuổi chuột. I give you one more chance. Ông bụt ở chùa cầm bùa đuổi chuột. Oh, that's good. You was in the same mistake as him. Cầm, 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 cầm. Always remember, in Vietnamese, mm-hmm. one accent is wrong, you drag the whole conversation to a totally different way. Đó là nó khó. So always remember in Vietnamese, đó là cái most important. Yeah? Okay. It's the last very one. Good. Wow, the longest one, but both of them, they got it right. Okay. Yeah. The first one, cái này là body. Wow. Ah, 못다해, 못다해, 못다해! Vất vả rồi. Then I realized Vietnamese is really deep. It's really hard. I mean, don't get me wrong. I totally understand why that you don't understand sometimes some words and how to pronounce words as well, because even Vietnamese by ourselves, we still make mistakes the same. Mistakes the same. So I totally don't blame you, but however, so, because you're living here, it would be great so you could be able to understand Vietnamese, hiểu tiếng Việt, nói tiếng Việt với mọi người, đúng không? Đúng rồi. Ok, chúng mình hôm nay các bạn ơi đã học nói tiếng Việt chút chút rồi. Và ăn quá trời chanh. Hôm nay cảm thấy như thế nào? Hôm nay cảm thấy là glowing. Cảm thấy rất là sức khỏe. Sức khỏe tốt. Và 진짜 I really like realize that I really need to put more effort for 밭 và nghe actually everything, but especially for the pronunciation, because I always thought that I can just practice pronunciation later after I become better at words and everything, but yeah, I think I'll have to really care about this from the first. Thật sự là hôm nay mình cũng cảm thấy là thật sự mặc dù chúng mình nghĩ là chúng mình làm phát âm rất là chuẩn, nhưng mà ở ngoài Việt Nam cũng nghe cái này là sai. Thì chắc chắn cũng hôm nay cũng cảm thấy học tiếng Việt là khó, nhưng mà lần này buổi này thật sự là cô giáo truyền cảm hứng cho chúng mình rất nhiều lắm. Thì chúng mình sẽ học tiếng Việt chăm chỉ hơn. Thì hôm nay cảm thấy rất là vui và rất là tốt. Cảm ơn. 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 Cảm ơn.